Sáng 2 tháng 9, trạm cảnh sát giao thông Suối Tre thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa đón lỏng xử phạt xe khách thành đạt lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Thuận. Mặc dù xe chỉ có 46 chỗ nhưng đã nhồi nhét thêm 25 hành khách, tổng số hành khách trên xe là 71 người. Trước đó, vào chiều ngày 1 tháng 9, trạm cảnh sát giao thông Suối Tre nhận tin phản ánh từ hành khách về việc xe khách của nhà xe Thành Đạt nhồi nhét, chèn ép hành khách. Sau khi tiếp nhận thông tin, trạm cảnh sát giao thông Suối Tre đã tổ chức đón lỏng. Đến hơn 16 giờ cùng ngày, tại km 1825 600 trên quốc lộ 1A, tổ tuần tra thuộc trạm cảnh sát giao thông Suối Tre đã phát hiện phương tiện trên nên ra tín hiệu tạm dừng để kiểm tra. Qua kiểm đếm hành khách có 71 người, vượt quá số người quy định là 25 hành khách. Tổ tuần tra của Cảnh sát Giao thông Suối Tre đã lập biên bản tạm giữ giấy chứng nhận kiểm định đăng kiểm đối với xe khách trên và tạm giữ giấy phép lái xe hạng E của tài xế L, 36 tuổi, trú tại xã Đức Tân, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, về lỗi chở quá số người quy định. Trạm Cảnh sát Giao thông Suối Tre đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với lái xe và chủ xe, tổng mức phạt là 21 triệu đồng.